Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc tranh ảnh của Amia. Tiếp nối chuỗi bài giới thiệu về tranh dân gian Đông Hồ, hôm nay Amia xin giới thiệu với các bạn về mẫu tranh Vinh Quy Bái Tổ. Vinh Quy Bái Tổ là một công đoạn cuối cùng trong lịch trình khoa cử xưa trước khi chính thức làm quan, để biểu dương tôn vinh người học trò có chí thi đỗ đại khoa. Lấy Vinh Quy Bái Tổ không chỉ là vinh dự cho vị tân khoa, cho cha mẹ, họ hàng, làng xóm, mà còn để vị tôn khoa bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, gia đình, thầy dạy theo đạo lý của người Việt. Tranh Vinh Quy Bái Tổ trong dòng tranh dân gian Đông Hồ là bức tranh tái hiện lại hình ảnh vị tân khoa với mũ áo cờ quạt trở về làng. Các nhân vật trong tranh đều rạng rỡ, vui mừng. Màu sắc tranh tươi sáng, không quá chói lóa. Cũng giống như các bức tranh dân gian Đông Hồ khác, tranh Vinh Quy Bái Tổ được làm chất liệu giấy gió, bồi điệp. Tranh Vinh Quy Bái Tổ có thể có nền trắng hoặc nền vàng. Tranh có nhiều kích thước khác nhau. Một số kích thước cụ thể như 26x37, 37x52 hoặc 79x109. Tranh Vinh Quy Bái Tổ thường được mua về để trang trí trong nhà như phòng khách, giống như một lời chúc về sự thành đạt của gia chủ, cũng là lời nhắc nhở động viên đầy ý nghĩa đối với thế hệ trẻ trong gia đình. Cố gắng nỗ lực học tập vươn tới thành công. Ngoài ra, tranh Vinh Quy Bái Tổ có thể treo ở văn phòng, sảnh công ty. Ngày nay, tranh Vinh Quy Bái Tổ được dùng để tặng nhau như một món quà văn hóa tinh thần ý nghĩa đầy ý nghĩa của người Việt.